Biến thể Omicron lần đầu tiên được báo cáo cho WHO từ Nam Phi vào ngày 24 tháng 11. Sau đó, hôm ngày 26 tháng 11, WHO đã đặt tên cho biến thể mới là Omicron theo bảng chữ cái Hy Lạp và phân loại biến thể này là biến thể đáng lo ngại. Biến thể này được cho là có 32 đột biến trong protein gai. Tuy nhiên, không rõ liệu biến thể này thật ra bắt nguồn tại Nam Phi hay vô tình lây lan vào quốc gia này từ những nơi khác trong khu vực. Theo CNN, điều mà các nhà khoa học biết được chính là nhiều khả năng virus đã biến đổi ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp và có mức độ lây nhiễm của virus cao. Ông Michael Head, nhà nghiên cứu cao cấp về y tế toàn cầu tại Đại học Southampton Anh, nhận định có thể biến thể này đã xuất hiện ở một quốc gia khác và sau đó được phát hiện ở Nam Phi, quốc gia có năng lực giải trình tự gen rất tốt. Đây có thể là hậu quả của một đợt bùng phát dịch, có khả năng đã xảy ra ở một số khu vực thuộc vùng phía nam sa mạc Sahara của châu Phi, vùng không có số lượng lớn hoạt động giám sát bộ gen của virus đang diễn ra và có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ông Head cho biết sự xuất hiện của các biến thể mới là hậu quả tự nhiên của việc thế giới tiêm chủng quá chậm. Đồng thời ông nói thêm, các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từng gây ra nhiều vấn đề cho thế giới trước đây, đều xuất hiện từ những nơi trải qua các đợt bùng phát lớn và không kiểm soát. Chẳng hạn như trường hợp biến thể Alpha, lần đầu được phát hiện ở Anh vào tháng 12 năm 2020, hay biến thể Delta lần đầu tiên được ghi nhận ở Ấn Độ vào tháng 2 năm 2021. Tính đến ngày 29 tháng 11, biến thể Omicron đã được phát hiện tại nhiều quốc gia, trong đó có Nam Phi, Botswana, Úc, Anh, Đức, Ý, Bỉ và đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc.